Vâng, trận thi đấu tiếp theo. Đây là trận thi đấu đầu tiên của xe đấu thứ tư. Vâng, vừa rồi là có tên thay bàn phím đến từ Hưng Nhồn. Vâng, phải thay bàn phím thôi. Dường như bàn phím anh đang đánh nó hơi cứng. Vâng, cho Son là của Hưng Nhồn. Vâng, nhà dường như là đã thấy khung. Vâng, khung bởi hai cánh chân dừa thì phải. Vâng, hơi khó bình luận khi mà Việt BM không cho lên hình. Vâng, Việt không thích lên truyền hình trong ngày hôm nay. Đây rồi, một bài hiêu, một bãi quả. Như vậy cần con voi nữa là sẽ có bài đủ. Vâng, đây rồi. Đây là lời hiêu đầu của Hưng Nhồn. Vâng, đưa về luôn. Vâng, hy vọng con hiêu kia sẽ được con sư tử đưa về đến nhà chính. Đây rồi, phi luôn. Đẹp quá. Con hiêu được đưa về tận nhà chủ bởi một con sư tử. Vâng, khá là tươi cho Hưng Nhồn trận thi đấu này, khi mà con sư tử đã giúp anh đưa được một con hiêu về đến nhà chính. Nó sẽ thuận lợi hơn cho cái việc ép đời của Hưng Nhồn. Nhổ đang tiếp tục tỉ mỉ lùa bài hiêu đầu về. Đây rồi. Vâng, gỗ đầu là khá đẹp. 3 cây 75 trong bóng nhà chính, như vậy đã là tươi lắm rồi. Vâng, bài hiêu này có đến 7 con. Và vâng, theo như ngôn ngữ của tôm thì cần phải tôn trọng thực phẩm. Có nghĩa là Hưng Nhổn cần phải đưa những bài hiêu về thật là sát mép rồi hạng ngay được chết, và không được để nó chết một cách vô tội vạ. Vâng, sẽ là một tên đóng E. Vâng, đóng S. Sau đó nhà gỗ và ăn dân ăn gỗ. Sau đó dân thứ 19 thì mới đóng E. Vâng, ngành đóng E luôn như thế này thì vâng sẽ là lỗi rồi. Vâng, nông dân sẽ phải đi hơi xa. Nhưng không sao. Dân thứ 19 vẫn chưa đóng được S. Vâng, mới chỉ là 119 gỗ. Hơi khó chịu. Trả một gỗ lẻ từ một con nông dân nào đó về. Sau đó đóng một cái chiếc S ở một vị trí rất là đẹp trong một cánh rừng dừa. Thôi thì đánh chém thì cái S như thế này cũng đã là tươi rồi. Vâng, đánh chém thì cái S như vậy cũng đã là tươi lắm rồi. Vâng, như vậy là có đến 8 con hiêu được đưa về nhà chính của Hưng Nhồn. Vâng, một con là nhờ công của sư tử. Đánh đúng 24 dân. Tại sao không phải là 23 hay là 25 mà lại là 24? Vâng, kích đời ở 754 với 24 dân cho son. Vâng, không biết là bên phía các game thủ bên phía Hà Nội cầm cái gì. Hy vọng rằng là toàn những quân chém thì cái việc lợi thế về phù cho son rẻ của Hưng Nhồn sẽ được áp dụng trong trận thi đấu này. Trên bản đồ con nhìn thấy một bóng của xanh 6, dường như là bên lớp là người đối đầu trực tiếp với Hưng Nhồn rồi. Tham lai, vâng, như vậy là có Summer vòng quân gì đó. Summer là của Tuti. Vâng, như vậy Nhổn là người lên đời sớm nhất bản đồ trong trận thi đấu này.
một chiếc BS ăn vàng. Con giò đã được xin ra, đẩy đi luôn và được nâng công. Bằng phong cách của Honey luôn là nâng công. Vâng, gặp luôn. Đây là nhà của Pami, Maxi hoặc Roman, hoặc có thể là Katha. Vâng, hy vọng là Katha. Chứ giờ này thì mà vẫn chưa lên đời, chắc không phải là Pamira. Giờ này vẫn chưa thấy giò, và chắc chắn đây là nhà của một đơn vị đánh chém. Liệu có phải là Maxi không? Vâng, cũng đã thấy giò. Vâng, đây là Garrick. Như vậy Garrick đối đầu với Cho Son khá là lộc lá dành cho Hương Nhổn. Một cái L nữa, không phải là một cái P. Vâng, dẫn con ngựa giò của đối phương về với con chém của mình để có thể bổ. Thế nhưng mà vẫn chưa bắt được. Vậy e không? Vâng, vẫn chưa bắt được con cái con giò khó chịu này. Và bên lớp vẫn đang chạy thoát. Vâng, kèn một cái e cuối cùng để nhốt tất cả các nông dân của bên của mình vào trong một cái khu vực làm ăn. Vâng, chờ đủ gỗ sẽ đóng thêm một cái P nữa. Vâng, xin thêm một con giò để có thể đi dò đường rõ hơn. Vâng, đây là nhà của bài bố mình cầm Samurian. Vâng, những con nông dân Samurian đã có bánh xe và là những con nông dân 40 máu. Nói chung là cái việc chém vào nông dân Summer nó là rất là khó. Vâng, kể cả là những con chém này đã có công, cũng phải bổ đến 4 phát thì nó mới nằm. Hơi khó chịu và bị công phù bởi Greek của viên lớp. Vâng, lao theo. Đây rồi, một đống nông dân đang định ăn con hiêu này. Và Hưng Nhổn sẽ không cho phép viên lớp mặc sức làm điều ấy. Vâng, không thấy một cái nhà phù. Vâng, không thấy nhà phù đến từ từ Gani. Vâng, đối đầu với Greek nhưng cho son của Gani vẫn không lên, không có một cái nhà P nào cả. Anh vẫn chủ tâm sóc chém. Vâng, cung R của Việt đã được đẩy ra đây. Tiếp tục tìm cách gây áp lực lên nhà của Greek. Vâng, anh vẫn chưa thèm lên những cái bánh xe cho những con nông dân của mình. Vâng, một trận thi đấu mà chém khung nhà của Gunny. Nhưng một lát nữa sẽ bị công phù vào đây. Anh lên cái L3 chứ không phải là một cái P. Vâng, quyết tâm chơi ché trâu chém, chơi vào nhà của Tuti rồi. Tuti không là người đánh thường, không đeo tai nghe. Vâng, đến khi bị phát hiện thì anh cũng đã chết toàn bộ nông dân ở cái bãi gỗ này. Gần chục nông dân đã nằm xuống. Bây giờ thì mình kích bên xe. Vâng, Tuti cũng đã tụ được khá nhiều cung rờ rồi. Vẫn có những cái khoanh ruộng ấm ở bên kia. Vâng, công cả phù cả chém lên đến từ ven lớp. Và ven lớp cũng đã phù được một vài con chém của Hưng Nhổn. Dường như nhà Việt đang có biến. Ông Việt đã để quân ra đến đây để bắn những con phù cho Hưng Nhổn. Như vậy Nhổn có thể khỏe được trong trận thi đấu này. Hưng Nhổn dường như đã nâng cấp đầu vàng.
hở và phải nhốt e lại. Chốt e lại để cho những con nông dân của mình không thể đi ra được ngoài. Cái việc làm ăn nó sẽ được yên ổn hơn. Giờ này thì điểm của Việt đã lên cao nhất bản đồ. Rõ ràng là việc thi thố cầm cung đối đầu giữa Việt, BM và Tuti thì lợi thế hoàn toàn thuộc về vâng người con đất Thái Bình. Vâng, hơi đen này cho Hưng Nhồn trong tơn vừa rồi khi anh hết gỗ về e. Vâng, lại hết gỗ về e. Quá đen thì cho Nhồn. Nhưng anh vẫn đã có những con chém đứng thủ cho khu vực này. Vâng, chém của Việt là chém của Hưng Nhổn là chém có đầy đủ công giáp, còn của Vên Lớp thì chỉ có một cái công thôi. Vâng, có lẽ trận thi đấu này sẽ là một trận thi đấu giành chiến thắng thì cho các game thủ bên phía bên team Thái Bình rồi. Khi mà Boy Bướng Bỉnh trong trận thi đấu này anh không khỏe sau khi bị chết một đạo dân gỗ to bởi những con chém của chéo cánh của Hưng Nhổn. Vâng, vậy e để giữ tiếp những con nông dân ở phía bên trong. Vâng, Hưng Nhổn cần phải tập trung chú ý đến nhà cửa của mình hơn, chú ý đến bản đồ con nhiều hơn để tránh cái việc bị chết dân một cách lãng phí như vậy. Vâng, lại đen e ra và lại cho nông dân về làm ruộng. Khi mà lượng vàng của mình đó đã là vâng khi mà lượng vàng của Hưng Nhồn nó đã lên đến hơn 700 rồi thì có lẽ anh sẽ đưa nông dân về làm ruộng nhiều hơn và cần giảm dân đi. Vâng, tôi đã nói rồi, một chiến thắng dành cho các game thủ bên phía Thái Bình. Vâng, tỷ số là 1-0 trong set đấu thứ tư này.